Phùng Ngọc Huy và gánh nặng mưu sinh khi sang Mỹ định cư. Rời Việt Nam sang Mỹ định cư, từ một ca sĩ được đông đảo khán giả biết đến, Phùng Ngọc Huy vất vả mưu sinh bằng nghề bán hàng online. Tình hình dịch bệnh COVID-19 khiến các hoạt động giải trí, các show diễn tại Mỹ đều bị hủy bỏ. Do đó, chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà do Thúy Nga dẫn dắt cũng có thêm nhiều sự đổi mới. Tại tập phát sóng mới đây, nữ danh hài đã gặp gỡ ca sĩ Phùng Ngọc Huy và cùng tâm sự những chuyện buồn vui khi nam ca sĩ định cư tại xứ sở cờ hoa. Anh là một trong số những nghệ sĩ quyết định rời Việt Nam sang Mỹ định cư là muốn thử thách bản thân và tìm hướng đi mới mặc dù khi đó sự nghiệp đang phát triển. Có tên tuổi in dấu trong lòng một số đối tượng yêu nhạc nhất định. Đến thăm nhà nam ca sĩ, giọng ca Chạy Trốn Tình Yêu đang livestream bán đồ ăn. Thúy Nga không khỏi choáng ngợp trước căn phòng dành riêng để bán hàng online với gần 200 món ăn vặt. Tạm gác lại công việc, anh có chút thời gian để tâm sự cùng Gõ Cửa Thăm Nhà. Tại đây anh đã có những trải nghiệm mới lạ nơi đất khách. Nam ca sĩ tâm sự: qua đây em sốc tới nỗi không dám coi Facebook, tại vì coi Facebook sẽ thấy mọi người đang hoạt động nghệ thuật, còn mình ở đây làm lại từ đầu. Thời gian đầu em đi bán mỹ phẩm, không có biết chạy xe nên đi xe đạp, từ chỗ thuê phòng ra chỗ làm là 15-20 phút. Vào mùa đông em cứ chạy 5 phút là dừng lại, trà hai tay vào nhau cho ấm. Thúy Nga ngạc nhiên, từ một ca sĩ nổi tiếng tại Việt Nam, đi ô tô, qua Mỹ đi xe đạp luôn đó. Phùng Ngọc Huy kể tiếp, thời điểm đó rất là cực, nhưng khiến em trân trọng cuộc sống hơn. Khi qua đây em cũng không còn cái suy nghĩ là một người nổi tiếng nữa. Mình phải cố gắng tự lập hết, trưởng thành hơn. Ở Việt Nam, em bị lệ thuộc ba mẹ quá nhiều. Chia sẻ công việc, anh bày tỏ, lần đầu tiên bán em còn ngại lắm, tại trước giờ chỉ biết đi hát. Sau này rồi mình cũng có những cái cách để thuyết phục khách mua. Bên cạnh đó, em thích là em vừa được bán hàng mà còn được hát nữa, nên em đầu tư dàn âm thanh hơi bị ngon. Em bán thì ít, mà hát thì nhiều. Sau một khoảng thời gian thích nghi với nơi đất khách quê người, Phùng Ngọc Huy không khỏi day dứt nhất có lẽ là nhớ nghề, nhớ sân khấu và nhớ anh chị em nghệ sĩ đồng nghiệp. Nam ca sĩ cho biết, hiện tại vì dịch bệnh nên công việc đi hát có phần khó khăn. Nam diễn viên Cổng Mặt Trời cảm thấy mình vẫn rất may mắn khi có công việc bán đồ ăn online, cũng đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày và lo cho những người thân. Đặc biệt, tích cóp đủ tiền để đoàn tụ cùng con gái và giúp bé có cuộc sống ổn định và đầy đủ. Anh chia sẻ về tình hình của con gái. Bé Lavi hiện tại được hai cô bảo mẫu chăm sóc rất là tốt. Em muốn tập trung công việc từng ngày từng tháng rồi sau đó mình lo cho bé. Ước mơ của em vẫn là muốn Lavi ở Mỹ. Hy vọng sắp tới em sẽ may mắn về được Việt Nam rồi hai cha con cùng qua Mỹ. Em cũng thích chở bé đi học. Dù có vất vả, em cũng muốn có được sự vất vả đó. Ca sĩ Phùng Ngọc Huy và cố diễn viên Mai Phương yêu nhau từ sau bộ phim Cổng Mặt Trời. Họ có một con gái tên là Phùng Ngọc Thiên Như. Sau đó, khi bé được một tuổi thì hai người lại ly thân, anh sang Mỹ định cư. Qua những giây phút tâm tình cùng MC Thúy Nga tại chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà, khán giả có một cái nhìn sâu sắc hơn về Phùng Ngọc Huy và cuộc sống của anh.